Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin buổi sáng hôm nay Chủ nhật ngày 5 tháng 11 năm 2023. Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn cùng gia đình ngày nghỉ cuối tuần sức khỏe, hạnh phúc và tràn ngập niềm vui. Thưa các bạn, trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới tăng giá trong phiên ngày hôm thứ Sáu khi cả lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá đồng đô la cùng giảm sau báo cáo việc làm yếu hơn dự báo, củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed không tăng thêm lãi suất nữa. Ở trong nước, giá vàng miếng giảm mạnh gần 1 triệu đồng một lượng ở phiên cuối tuần, lùi về mốc 70 triệu đồng một lượng. Trong khi giá vàng nhẫn ở chiều ngược lại liên tục điều chỉnh tăng vượt mốc 60 triệu đồng một lượng. Tuy nhiên, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới được ghi nhận ở mức 11.400.000 đồng một lượng so với giá vàng miếng và khoảng 1 triệu đồng một lượng so với giá vàng nhẫn mã số 9. Hiện, giá vàng SJC niêm yết ở chiều mua phổ biến ở quanh mức 69 triệu đồng một lượng và ở chiều bán quanh mức 70 triệu đồng một lượng. Giá vàng nhẫn mã số 9 niêm yết ở hai chiều mua bán cao nhất tại 58 triệu 850.000 đồng một lượng và 59 triệu 850.000 đồng một lượng. Cụ thể, vào thời điểm sáng nay, giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh niêm yết ở chiều mua vào tại mức 69 triệu 050 nghìn đồng một lượng, chiều bán 70 triệu 050 nghìn đồng một lượng. Tại Hà Nội, giá vàng đang niêm yết ở chiều mua tại mức 69 triệu 050 nghìn đồng một lượng và 70 triệu 070 nghìn đồng một lượng chiều bán. Biên độ giao dịch chất chiều mua và chiều bán tại SJC 1 triệu đồng một lượng. Cùng tại thời điểm, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji niêm yết giá vàng mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh ở mức 69 triệu đồng một lượng và 70 triệu đồng một lượng. Tại Hà Nội, hiện đang có mức giá tương tự so với tại thành phố Hồ Chí Minh khi ở chiều mua đứng tại mức 69 triệu đồng một lượng và 70 triệu đồng một lượng chiều bán. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji 1 triệu đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG niêm yết giá mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội như sau. Tại Hà Nội đang có mức giá ở chiều mua 69 triệu 400 nghìn đồng một lượng, chiều bán 70 triệu 350 nghìn đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 69 triệu 400 nghìn đồng một lượng và 70 triệu 350 nghìn đồng một lượng chiều bán. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại PNG 950 nghìn đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 69 triệu đồng một lượng, chiều bán 70 triệu đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, ở chiều mua đứng tại mức 69 triệu đồng một lượng, chiều bán 69 triệu 950 nghìn đồng một lượng. Tại My Hồng SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 68 triệu 800 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 69 triệu 800 nghìn đồng một lượng. Tại ngân hàng Exim Bank, ở chiều mua đang giao dịch tại mức 69 triệu 700 nghìn đồng một lượng, chiều bán 70 triệu 200 nghìn đồng một lượng. Giá vàng nhẫn mã số 9 vàng nữ trang. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 22 triệu 985 nghìn đồng một lượng đến 58 triệu 850 nghìn đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 24 triệu 985 nghìn đồng một lượng đến 59 triệu 850 nghìn đồng một lượng. Tiếp theo, mời các bạn hãy cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại thị trường chợ đen. Thưa các bạn, vàng thế giới đã tăng giá trong phiên ngày hôm thứ Sáu khi cả lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá đồng đô la cùng giảm sau báo cáo việc làm yếu hơn dự báo.
Theo báo cáo từ Bộ Lao động của Mỹ, khu vực phi nông nghiệp của nền kinh tế nước này có thêm 150.000 công việc mới trong tháng 10, thấp hơn nhiều so với mức dự báo 180.000 công việc mới mà các nhà kinh tế đưa ra trong cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones và con số 297.000 công việc mới ghi nhận trong tháng 9. Cũng theo báo cáo trên, tỷ lệ thất nghiệp tháng 10 ở Mỹ đã tăng lên mức 3,9% thay vì giữ nguyên ở mức 3,8% như dự báo. Số liệu về tiền lương bình quân theo giờ cũng không đạt kỳ vọng, với mức tăng chỉ 0,2% trong tháng 10, thấp hơn so với dự báo là tăng 0,3%. Những dữ liệu này được coi là một dấu hiệu cho thấy 11 lần nâng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed nhằm mục đích hạ nhiệt nền kinh tế và khống chế lạm phát đang phát huy tác dụng. Qua đó, báo cáo giúp cho các nhà đầu tư củng cố niềm hy vọng rằng chiến dịch tăng lãi suất của Fed đã kết thúc. Qua đó, kéo lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá đồng đô la đi xuống, đồng thời hỗ trợ cho giá vàng, tài sản vừa không mang lãi suất vừa được định giá bằng đồng đô la. Lúc đóng cửa, lợi suất trái phiếu kho bạc của Mỹ kỳ hạn 10 năm mất hơn 9 điểm cơ bản, còn 4,57 điểm phần trăm từ mức đỉnh của 16 năm trên 5% thiết lập vào tháng trước. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm cũng đã giảm 13 điểm cơ bản, còn 4,8%. Chỉ số đồng đô la Mỹ, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt khác, đã chốt phiên ngày hôm thứ Sáu với mức giảm gần 1%, còn dưới 105,1 điểm. Cả tuần, chỉ số này giảm 1,4%, nâng tổng mức giảm trong vòng một tháng trở lại đây lên hơn 0,9%. Chiến lược gia trưởng ông Philip Chable của công ty Blue Line Futury nhận định, nếu thị trường việc làm bắt đầu xấu đi, Fed sẽ không thể tiếp tục cứng rắn hơn nữa. Dữ liệu việc làm mới nhất củng cố ý tưởng về việc Fed đã tăng lãi suất xong và điều này rất tốt cho giá vàng. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch của sàn CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 95,2% Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 12 so với mức 75,2% ở thời điểm trước khi báo cáo việc làm được công bố. Nhà phân tích cấp cao ông Craig Elam của công ty phân tích dữ liệu Onda cho rằng mốc 2.000 đô la Mỹ một ounce là một ngưỡng tâm lý đối với giá vàng và các chỉ báo kỹ thuật cho thấy giá vàng khó bứt phá mốc này ở thời điểm hiện tại. Nhu cầu nắm giữ vàng để phòng ngừa rủi ro do chiến tranh giữa Israel và Hamas đang có chiều hướng chững lại do cuộc chiến này tạm thời chưa lan rộng như lo ngại trước đó. Quỹ giao dịch hoán đổi ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR đã mua dòng 1,73 tấn vàng trong phiên ngày hôm thứ Sáu, nâng mức nắm giữ lên 863,24 tấn. Nhà giao dịch kim loại quý độc lập ông Tai Wang ở New York nhận định, dù chiến tranh vẫn tiếp diễn, nhưng tình hình trước mắt có vẻ không leo thang thành một cuộc xung đột ở tầm khu vực. Do đã tăng mạnh trong một tháng qua, giá vàng có thể sẽ chững lại hoặc thậm chí giảm một chút. Thưa các bạn, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 5 tháng 11 năm 2023 trên kênh của Minh Phát. Đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn cùng gia đình ngày nghỉ cuối tuần sức khỏe, hạnh phúc và tràn ngập niềm vui. Các bạn cũng đừng quên nhấn giúp mình phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.